thì là cá 45 50 cân nhảy lên bờ trốn vào bụi rậm. Đây. Cá gì mà bấu vào bờ bám vào bụi thế kia. Ôi giời ơi. Cá này là cũng là thuộc dạng là ai lên bờ rồi. Lên bờ rồi thôi. Chạy nhanh đi. Cá nhảy lên bờ rồi. À, lộ liễu đang như vậy luôn á. Kìa, cá lên bờ rồi. Ô, là nhảy xuống rồi. Cá là nhảy vào bụi rậm rồi. Về bà ơi. Mấy cá mày à? Đúng mà. Quá. Không, cá thả dưới nước cái kia. Quá. Dưới nước quay lại tìm là quá. Bơ bẩn con này. Cá đâu, câu tao bám hết rồi. Đấy, cá đâu. Nãy câu là bám hết rồi. Nuôi. À, thấy không? À, mấy người kia kìa, cứ nói cho bà nghe không à? À, mà tình hình là ông chú ông đi câu cá, ba bốn em không về, luôn là cũng có cái đồ của ông ấy rồi. Ai được tình báo báo cho bà vợ biết cho nên là mới đi ra kiểm tra. Thì bà này không có phát hiện gì cả. Đây. Có một con cá lớn của ông này là đang nấp ở dưới sông dưới ruộng này nè. Này, đang ở dưới sông á. Cho nên là bà ấy không bắt được. Đấy là mệt cho ông chú này. À, ăn lúc mà có thể ăn lộ léo quá bác ạ. Khi chứ vậy. Còn về phần con cá này chắc cũng có bắt được nó đây. Cứ nhảy lên bờ xuống ruộng như vậy làm sao mà bắt được. Cá này có vẻ cũng quái quỷ lắm các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.